Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng đến với nội dung của tiểu mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội thì tính đến thời điểm này, ứng dụng AI Hà Nội, tức công dân thủ đô số, đã vận hành được gần một tháng. Dù thời gian chưa nhiều, nhưng đến nay đã có rất nhiều lượt cài đặt. Bên cạnh vai trò là cuốn cảm năng số cung cấp các thông tin hữu dụng từ chính quyền thủ đô, thì đây còn là cầu nối phản ánh toàn diện về các vấn đề đời sống dân sinh đến các cấp chính quyền tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đây là hình ảnh người dân phường Xuân La, quận Tây Hồ phản ánh về tình trạng đỗ xe trái phép giữa lòng đường. Và chỉ sau khi người dân gửi phản ánh 24 giờ, chính quyền đã ngay lập tức xử lý. Vị trí mà tôi đang đứng tại đây thì cách đây vài ngày, người dân phường Xuân La đã phản ánh trên app AI Hà Nội đó là có tình trạng đỗ xe dưới lòng đường và vỉa hè tại khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân trên app AI Hà Nội, chính quyền sở tại và lực lượng chức năng đã vào cuộc để chấn chỉnh xử lý về trật tự đô thị tại đây. Ngay sau khi Hà Nội vận hành ứng dụng AI Hà Nội, phường Xuân La đã nhận được 3 kiến nghị, trong đó có một kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền của chính quyền sở tại, còn 2 kiến nghị liên quan tới trật tự đô thị đã được xử lý ngay. Nếu như trước kia, người dân có phản ánh thì cần phải qua nhiều cấp và cũng không có người giám sát về kết quả. Tuy nhiên, thông qua AI Hà Nội, các kiến nghị và tình trạng giải quyết được thể hiện một cách công khai. Tải và cài đặt ứng dụng của AI Hà Nội này thì cái sự hữu ích phải nói là rất là lớn và rất là tốt cho doanh nghiệp và người dân phản ánh những bức xúc dân sinh, những về kiểm soát thủ tục hành chính đối với cả các cấp chính quyền. Sau gần một tháng triển khai thử nghiệm, AI Hà Nội đã nhận được hơn 700 phản ánh hiện trường của người dân từ 30 quận huyện gửi đến. Trong đó, quận Tây Hồ nhận được 13 phản ánh, quận Hoàn Kiếm nhận được hơn 40 phản ánh. Các phản ánh đều được xử lý. Sau đó có cán bộ chụp ảnh lại hiện trường để phản hồi và gửi thông tin cảm ơn đến người dân thông qua ứng dụng. Cho đến nay, hơn 400 kiến nghị đã được xử lý, đạt tỷ lệ 55%. Người dân trực tiếp được phản ánh về tất cả những cái vấn đề từ môi trường, từ trật tự xây dựng hay là trật tự đô thị và trực tiếp và nhanh để chuyển tất cả những cái thông tin còn bất cập mà người dân được thấy đã chuyển tới các cơ quan chính quyền để xử lý ngay kịp thời. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến mọi mặt về hoạt động kinh tế xã hội tại địa bàn. Thế và từ đây thì quận cũng đã tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là cái sự chủ động của các phường trong cái việc khắc phục những cái tồn tại mà nhân dân phản ánh. Từ các kiến nghị phản ánh, chính quyền sẽ gắn trách nhiệm để xử lý và phản hồi với người dân. Kết quả giải quyết cũng được xử lý kịp thời, rõ người, rõ trách nhiệm để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng chính là thước đo để đánh giá tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong nền hành chính công vụ. Các cái phản hồi của các cấp chính quyền và của các cơ quan chức năng khi nhận được những cái kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp thì sẽ được minh bạch ở trên hệ thống. Từ đó thì cũng giúp cho cái việc mà thực thi công vụ của cán bộ công chức, của chính quyền, của người thẩm quyền các cấp thì nó được công khai hơn. Và có lẽ là từ đấy cũng sẽ giúp cho các cấp chính quyền và tự cán bộ công chức cũng phải điều chỉnh cái hành vi của mình để làm sao nó tốt hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến ngày 17 tháng 7 vừa qua, ứng dụng AI Hà Nội đã có trên 150.000 tài khoản người dùng. Sau gần một tháng triển khai, nhiều công dân, đặc biệt là khu vực ngoại thành như Ba Vì hay Trường Mỹ, hiện gặp các khó khăn như không có điện thoại thông minh hoặc không nhớ mật khẩu nên gặp khó khăn trong việc cài đặt. Để giải quyết được vấn đề này, Hà Nội đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với mục tiêu phải đến từng ngõ, từng nhà hướng dẫn cho người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng AI Hà Nội. Sau gần 2 tháng, thành phố Hồ Chí Minh triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, đến nay thì nhiều tuyến đường thuộc các quận trung tâm của thành phố đã thực hiện. Nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến đường này cho biết, từ việc lén lút sử dụng vỉa hè trái phép thì nay đã được sử dụng hợp pháp nên rất phấn khởi. Với việc thành phố triển khai thu phí sử dụng vỉa hè đã tạo thêm thuận lợi cho người dân thuê để kinh doanh hợp pháp. Thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh để tăng thêm thu nhập, anh Trần Bá Sáu đã thuê thêm vỉa hè để kinh doanh cà phê như thế này. Đối với anh, việc cho thuê vỉa hè giúp anh gia tăng thêm cơ hội kinh doanh. Thì em nghĩ là cái chủ trương cho thuê vỉa hè rất là đúng đắn.
và người dân như em mong muốn được phép được thuê để được phép kinh doanh cho tiện trong công việc kinh doanh của chính bản thân em. Em cũng là chủ cửa hàng và nhiều lúc em cũng muốn được tận dụng cái mặt bằng vỉa hè để mình kinh doanh thêm một cái ngành nghề gì đó cho nó đa dạng trong cái vấn đề mình tạo công ăn việc làm cho nhân viên và cũng như cho bản thân mình cho có thu nhập. Có lên phường đăng ký thuê cái vỉa hè đường trước để cho kinh doanh đó, cho ổn định với lại dành cho cái phần đường đi bộ cho mọi người. Cái điều này cũng làm cho mình ổn định hơn. Lúc mình kinh doanh đó, mình vô cái nề nếp hơn à. Sau hơn 2 tháng triển khai thu phí tạm lòng đường, vỉa hè, khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự đồng thuận của người dân. Hiện các đơn vị đã thu được khoảng 3 tỷ đồng, riêng quận nhất dự kiến thu hơn 1 tỷ đồng, số lượng đăng ký ngày càng tăng. Theo quy định, toàn bộ số tiền thu phí sẽ nộp ngân sách nhà nước và được sử dụng trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố. Hiện nay địa phương này cũng đang gấp rút triển khai phần mềm thu phí để thuận tiện cho người dân cũng như trong công tác quản lý. Nói chung là người dân rất phấn khởi, là đã tạo điều kiện cho người dân có cái việc mà kinh doanh mua bán để sử dụng vỉa hè. Trong quá trình đó thì nó cũng có cái tâm tư của cái người dân mà đối với cái vỉa hè mà dưới 3 mét. Điển hình là cái tuyến Cách mạng tháng 8 thì vỉa hè rất nhỏ, thì cái việc đó là không thể áp dụng theo cái quyết định 32 được, nghĩa là không có cho thuê hay là kinh doanh mua bán. Không còn cảnh rượt đuổi, thu đồ, hàng quán ở các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã yên tâm buôn bán, không chỉ đáp ứng nhu cầu người dân, tăng thu ngân sách, tăng tính quản trị, không để bát nháo, ảnh hưởng tới hình ảnh thành phố. Mà việc tổ chức thu phí bài bản, minh bạch như thế này sẽ giúp chính quyền và người dân gần nhau hơn, cùng chung tay xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh. Vâng, bên cạnh việc thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị chung của cấp trên, thì tại thành phố Đà Nẵng, đây là địa phương cũng đã chủ động xây dựng nhiều cách làm hay, những mô hình mới để giải quyết những vấn đề cho người dân ngay dưới cơ sở. Những mô hình này để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân và từ đó tạo được sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền. Người dân thì gần gũi và tin tưởng với chính quyền một cách tự nhiên. Ngày Chủ nhật gần dân là một trong những mô hình thiết thực được triển khai tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày Chủ nhật gần dân, cái ngày này thì hầu như là diễn ra trong tháng để cho chỉ vào trong buổi sáng Chủ nhật hàng tuần để cho người dân có thể sắp xếp công việc và tới đó thì bộ phận hướng dẫn thì sẽ toàn bộ gồm có những anh chị ở trong bộ phận một cửa. Ngoài ra thì còn liên hệ với chỗ công an phường và các bạn đoàn viên thanh niên. Thì riêng về mảng công an phường sẽ hỗ trợ cho họ về công tác tạm trú, tạm vắng và đặc biệt là về phần cư trú và đặc biệt là xác định mức độ về này đi mức độ 2. Còn về các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tư vấn về cái dịch vụ công trực tuyến. Còn cái tổ một cửa thì sẽ tư vấn về các thủ tục, giấy tờ liên quan tới các thủ tục mà người dân yêu cầu. Là địa phương có tỷ lệ lao động tại các doanh nghiệp lớn, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân trên địa bàn còn hạn chế, mô hình ngày Chủ nhật gần dân đã giải quyết đúng và trúng những gì người dân cần. Thực hiện cái ngày Chủ nhật gần dân, thực hiện ở tại khu vực Đông Xuân chúng tôi, thì người dân người ta rất là phấn khởi. Người dân họ không om hiểu những cái gì thì người dân đến đó, đến thay vì là đến chỗ ủy ban dân phường vào những cái ngày mà thường làm việc thì họ lại bận rộn, cho nên là phải dùng ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật có thể là ngày nghỉ của họ, họ đến đó. Họ gặp các đồng chí ở văn phòng ủy ban, thì văn phòng ủy ban thì có những gì mà họ không biết thì văn phòng ủy ban phải hướng dẫn tại đó luôn, tận nơi luôn. Thì họ cũng cảm thấy là rất là thoải mái trong cái công việc của họ. Cải cách hành chính lấy người dân làm trung tâm đã được Đà Nẵng triển khai xuyên suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc thực hiện chương trình tổng thể về cải cách thủ tục hành chính theo nghị quyết của Chính phủ, Đà Nẵng luôn tìm hiểu những tồn tại trong thực tế để có thêm các mô hình để phục vụ người dân. Kết quả đo lường về sự hài lòng của người dân là cơ sở về cải cách hành chính. Cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương là một nhiệm vụ quan trọng và đã tác động đến trực tiếp đến con người. Và cái này giống như là bê tông, là bệ phóng để đẩy các cái nội dung khác của chủ đề năm để làm sao cái kinh tế của thành phố Đà Nẵng năm 2024 nó khởi sắc hơn,
để hoàn thành các mục tiêu. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính thiết thực và hiệu quả như tổ hỗ trợ công dân lưu động, ngày thứ 6 không hẹn, không dùng tiền mặt, ngày chủ nhật gần dân, 3 thủ tục, 3 giải quyết tại chỗ hay ngày thứ 4 không hẹn. Các mô hình này đều giải quyết chúng và đúng cái người dân cần, do đó người dân rất đồng tình, ủng hộ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung của tiêu mục chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.